Hôm nay đúng bụng. Muốn thầy thảo gì? Gì mở gì thịt ngay, gì nạc ngay. Thầy về nhà bỏ đầu nữa. Mới đi Mỹ về đồ lá thì lên. Em cái sạch rồi mới đổi sơ không đi. Cái đi đâu? Cái đi là kia. Không, ý là bỏ chung vô luôn. Ủa thì chung vô đây luôn hả? Đúng. Là bỏ sẽ tắm được đó hả? Cầm cái xương đi lên là được mà. Thỉ nè. Sợ nó sợ không? Ta mua bữa mang ngủ. Em gọi gì? Gọi là gì? Ăn chung tè có ăn chung? Không. Ăn chung tè. Đây mày, hay mày ăn. Trái luôn tè. Tè có bị nắng không? Làm đi luôn hả mày? Ê, đúng mà. Có thịt mi xanh chưa? Dạ. Không đi. Anh cần đi chợ. Được, anh đi chợ. Không đi, đi. Không biết nữa. Anh có chuẩn biết có nè. Không. Cá kè giống như con mấy kè. Mấy cái hôm qua con mua mấy con gì? Mấy con mua nhiều thì gì bớt cho con. Thịt nằm nộm nữa ta. Đây đây. Con này không phải nặng lắm đâu. Con cứ. Không cứng lắm. Đồ biết lựa không á cha. Chở con đi đúng bụng này. Thằng này đúng bụng. Con đi ra không lấy con nó ra đi. Lấy ra đi. Không nứt ngày lấy rồi. Bò cái ăn bò cái thâu nhiều đó. Mày ký quá à, thì sợ luôn. Nhiều quá. Nhiều ghê đó. Bò cái này là kinh đó. Đấy. Đi em bay. Không muốn thầy thảo gì. Không có cái gì ưng là có người đẹp đi. Cái gì mở gì thịt ngay, gì nạc ngay. Thế là em về nhà bỏ đầu nữa. Thôi mình phải đi. Mình phải đi ăn chè. Tại vì đang mình đi chợ mà. Ý là không ăn chè thì uống sinh tố, chè đẹp da cũng được. À, ở đâu? Chạy đi chợ mình nữa nè. Là bà nữa là cho bà. À, châu cho chị. Bà nữa mua trái cây. Mua trái cây. Mua trái cây, hết trái cây rồi. Rồi ăn ăn kìa. Sữa chín hay là sữa sống? Trời ngọt ngọt đi đi. Thử qua được chưa? Chùa keo nó có chua không vậy? Hử? Thử bơ hử? Lấy cái bơ là được. 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 Lấy cái dưa hấu, dưa hấu có không? Dưa hấu là 10 ngon hay 20 ngon. Ngon mà rẻ đó. Ngon mà rẻ là 10 ngon. Ngon mà rẻ. Cái gì? Cho anh thử quả được không? Thử đi. Thử à, cái hào nó ngà mưa đặt rồi đây. Mua chưa vui. À, mười mấy quả lần. Người mừng mười mấy mười tốt người. Cho ta ra đây thì đi thử đi. Đóng ở chợ thì hiện nay là mua trái cây. Mua trái cây á, bò bà nở, chùa bà nở. Đây bà nở đây, bà nở. Ý anh Hữu răng đó, anh Hữu không lựa đó, không có tiền hay nào không lựa đó. Ê lấy ủi ngon ngon á. Chị Đăng phải lấy cái đít nha đi. Là cái quả trầu như đây là cái hộp ít, cái thịt nhiều. Ủa ủi này không có hộp bạn ơi. Có hộp, nhưng mà bạn ít. Còn này hộp. Còn này có hộp không? Cũng có hộp nhưng mà ít được. Tí mình lấy quả cán 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 nhiều. Mình bắt ra đi, mình bạch ra đi. Đúng rồi, mình mở ra mình.
À, là nó ít hột hả? Hình như đi lắm hột. À. Ăn thử được không hả? Thử đi. Bây giờ đi. Đó, không phải chạy mua nhanh chứ từ. Ê. Thôi được rồi đó. Đấy. Thôi được rồi. Đó thử ít thôi. Thôi. Mua 7 triệu rồi. Mua nho không? Mua nho không? Nho này thử đi mua. Đấy, đang ăn thử đây. Mua đi, mua nho ăn. Em thiệt chứ em thử là nhỏ ra lửa ngay. Dạ. Nhỏ bay. Em mấy đứa làm loạn quá nghe. Cậu làm loạn luôn á, cậu làm loạn mà cái bà thịt nó bà khiếp hồn luôn. Có nát, cái này mà có nát chứ. Cái này nó nát chứ nè. Ta lái. À, đây này, nắp đi nè. Ăn giỡn cái gì nữa. Nó nắp luôn đó. Nắp 10 á. Đó. Hồi nãy là cái này cái đi sẽ làm là ta để ăn này, ta để nó qua chục này. 55 tấn, 55 tấn. Là 170. Em muốn ăn đồ cho mua muối nha hả? À có muối. Muối luôn chứ. Hai muối. Một muối. Thôi. Muối thôi mà. Thấy lừa đi đây như hay xinh quá bạn. Tại tại bóc em ăn gì nữa. Tại bóc rồi. Bóc rồi. Em đi. Được mua 4 cái luôn chú. Dạ. Tích ao chưa? Mua đồ với Việt Kiều là Việt Kiều nha, Việt Kiều mới đi Mỹ về rồi đó. Cho con ly chè bắp nha. Chè bắp đây đúng không? Đâu rồi ngồi xuống đó đi rồi về nắm bả con. Là sao nhiều lên chứ? Ly 10 ngon mới sao. Ly 10 ngon á. À ly 10 ngon không? Con nó chịu không? Bữa nay bốn ly làm này biết hoạt động một nữa không? Ăn vừa hai bốn ly. Không, ấy là mấy ly được xanh thì xanh. Thôi, cho chén được xanh. Ăn về chưa đó? Thấy. Tháng này đi mô, sáng ngày chỉ có đi thôi, nhớ mặc áo trắng nha. Nếu mà tính đi á là đó mua luôn thịt đó trậu luôn rồi không ơi. Việc mới làm chi việc. Đi để đi để bạn. Mình đi đi đó không? Cái đĩa tiền. Em rửa nhầm ghế vậy. Tôi quấn lọc rồi sạch rồi mới rửa sơ được không chứ. Ok. Anh mà để to to thì em lột. Thì ra thì này nhấp xiên được chứ lý. Rồi mình sạch cái cối vô gió nó thổi đắp vô okay. À, đây là mình đang làm cái là nè. Hả? Đó, đó là rồi. Chạy chi múc luôn. Cá không luôn á, okay, ăn okay. Xong cá luôn. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ý là bỏ chung vô luôn. Ủa, chung vô đây luôn hả? Đúng rồi, bỏ sẽ tặng được đó hả? Cầm cái xương đi lên là được mà. Shut from the
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. We're gonna be. Kỹ nè. Sợ, nó sợ không? Không không không. Ăn chung tiền. Đây mày, ê mày, mày ăn. Cháy luôn kìa. Ủa trời. Cái miếng láng kìa bà. Làm đi luôn á bay. Ê răng mệt, ý là lôi bớt người bên kia qua đi. Quạt đang vui luôn đi. Quạt đang Tường ơi. Dạ. Ừ cái đêm lục nhưng mà nướng cái này nó đang dính này. Ừ, không quạt lại đang á. Rồi. Có hơi nát rồi mà cũng đỡ. Đúng rồi. Mà cháy đâu kìa. Ngu giúp bò bỏ vô đi. Lật đi, lật đi, lật đi, lật đi. À. Cậu thịt ni sang chưa? Dạ. Là cứ bị mà đánh á. Cổ ra đi, cổ ra đi. Đi. Cổ chứ cổ nữa. Còn một cái gì chứ nghe kìa. Đây hồi nãy ông lấy nó mổ luôn được. Mấy trời lấy chèm gì nữa luôn mấy. Ô trường đưa lên ra đây đã. Đó bỏ lên nướng tiếp đi. Bỏ lên mấy cái chùa kẹ hửa. Đúng 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 đúng. Bỏ cái bọt. Vẫn chồng cảm chống cầm nè. Sắp nhận chiến rồi đó. Đổ bia đâu đi. Có tà có chừng không? Lỡ cho anh Bảo Ly nè. Lỡ tụi không bị đó mà. Review đi chị Lây. Chị Lây review. Rất là ngon nha các bạn nha. Chạy chị Tiên đó. Chạy chị còn cách một lớn mà tụi bay đuổi giòn của tôi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Lấy bia, lấy bia, lấy bia. Đây Ấn Độ đấy đấy. Đây rớt rồi bỏ hết vô đây mày mày. Cầm qua anh đi. Đây đi. Đây. Chạy đi. Lọc nó tới cầu lọc tiền. Lọc nó phải mua cầu.
để tao cởi quần ốt ra tao tao muốn ngọc luôn. Đặt đặt đi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên.